cần tây đó. Đói cái đi xuống lấy cây ăn dịch rồi bây giờ. Ui, để mà anh cần được tốt lắm là này. Chẳng lẽ được. Đúng rồi. Để ăn được hả? Hỏi ông coi đó, nó bắt chứng gì là thật sự nó không làm mà nó đói hoài à. Bởi vì uống cái uống thuốc mấy hôm bữa đi không, hôm nay không có đi làm á. Ủa đi làm á thì đằng này thôi, ngưng không uống thuốc mỡ với thuốc máu đó. Rồi mấy nay ở nhà rồi hỏi ông người ta gọi là ở không có rựng mỡ cho nó trong bụng. Cho nên phải uống lại phải không? Uống lại thì nó cái nó sót ruột, nó sót ruột. Nói về đụng chả. Đó là tôi đó thiệt không, tôi biết tôi có nghĩ sao xa, tôi chỉ đó là hai gì đi làm mà nó đốt cháy đúng không, chứ còn cái chuyện với ông chuyện mà đời tôi biết là tôi nghĩ sao tôi nói vậy à, có nghĩa là bây giờ ở không muốn làm gì cho nên nó dựng lên rồi là mà mở lại mở nó dựng lên chứ không phải cho nó phải uống mà uống á thì lại nó đói, nó xót ruột bao tử. Ông nghĩ cái làm sao rồi mình đi mua 4 trái dừa leo 2.99 là nó nới rồi mới mua đó, 4 trái 2.99 sao dưới vậy, dưa leo dũng mình ăn đó chứ bạn 50 sen kêu cơm bờ không biết nó vô cái gì thôi thì sẵn đi mua luôn vậy đó để mua vô dĩa hả, chứ con mua ngoài cái lẻ con chọn 50 sen trái đó rồi mua. Rồi thấy tự nhiên đi quay qua cái nó thấy hai nè, ông coi tôi tức không? À, bây giờ nếu ai tiếc tiền thì phải đi xuống kiện đó. Nó tính cho mình mà nó không trừ, bây giờ phải đi mua đừng có ham mua hàng sale. Nó để chữ sale là một mặt nhưng mà ra cái con nhỏ tính nó không trừ làm gì nó, mà mình không biết tiếng Anh. Bây giờ tôi tức cái mình, tôi nói ủa tôi mua cái gì mà 21 đồng. Rồi cộng với đồ ăn của con chó nữa là 44 đồng. Bởi vì bữa nay thôi lỡ rồi, suy nghĩ là thấy nó để chữ sale đồ ăn cho con chó. Mà bây giờ cái bao mà 20 phao á thì nó lại là 12 đồng là sale á nha. Còn 50 phao nó 22 đồng, thì thay vì mình lời hai việc luôn thì thôi lỡ rồi hết thì cũng đi mua nữa, mua đại với bao 50 phao thì 21 đồng, chính tính là 2 đồng đi. 22 đồng với cái gì nữa là tất cả là 44 đồng 37 sen. Về tính á, nó dùng 2 hộp đậu phộng. Thay vì đậu phộng tôi mua gì có cái máy rang, cái mắt kính gì đi mua, còn kia nó rang sẵn, nó tính công. Nhưng mà tình cờ đi ngang thấy nó để là xe ông đồng hộp à. Mà ông coi nó tính 2.5, tôi nè, mà mình đâu cãi, đâu biết đâu. Về cái nồi suy nghĩ, ủa sao mình đem có 5 thứ về mà sao vậy? Mà cuối cùng nó tính mình không đưa nào, ông coi giờ sao? Không có cầm đậu phộng về để là tiền. Thay để đậu phộng lại lại hả? Thì bởi vậy không phải để. Thay vì mình mua từ từ mình hốt cho mình không. Nó chụp nó bỏ xe mình rồi đâu có để. Giờ mất luôn, giờ không có luôn hả? Giờ không có đậu phộng đó. Không giờ có ông kêu, khiếu nại không rồi. Kêu ông ba chở tôi xuống khiếu nại. Ông nói về sách về nhà đi khiếu nại cái gì. 10 đồng bạc ít đâu. Gần 10 đồng. Hai cái đó 5 đồng. Hai cái 5 đồng mà không biết cái gì nữa mà nó tính tôi. Thế nữa. Thế 6 đồng mấy của thầy, 4 đồng mấy chứ. Trời không có lợi Mỹ đâu, trời nó khôn lắm chơi. Nó để xe mà nó tính vậy không, giờ hồi xuống đầu đi. Nó, cái này, thầy mua 2 hộp đậu phộng á, giá bình thường là 5 đồng. Ừ. Bây giờ nó còn có 2 đồng rưỡi. Đã sale rồi mới còn 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi đó. Chứ không phải 1 đồng đâu ông ơi, trời đất. 2 đồng rưỡi một hộp hả? Ừ. 2 đồng rưỡi 2 hộp á. Hai hộp. Sao ghi 2 hộp mà? Đó. Mà sao? 2 hộp. Thôi kệ thế đi, từ sao không có vụ sale nữa. Mình hai gì mình mà ông không có cầm về nữa. Thì cái đó là ông cái đó là lỗi mình rồi chứ nói làm sao nhỉ? Chú mình nói nó đưa không? Nói gì giờ nó đâu cầm rồi, về rồi. Đi ra rồi. Thầy ở ngay chỗ đó thì làm thì nó ok. Đúng rồi. Thì thầy chưa ra. Đâu có coi. Lần đặng đi xách xe chạy về, tại vì cái bao của con chó ăn 50 phao nó nặng quá mà cái tay của nó đau. Không phải để trên cái xe chứ. Thì đó để đó nhưng mà cũng phải ý là rinh lên rinh xuống như nào mà đi tôi đi xe 2 bánh mà tôi đâu có. Tính già cuối cùng ra non. Đúng rồi, tôi hà tiện dữ lắm thì cái tôi ráng. Thầy làm phúc rồi. Một ngày là 2 con chó là 2 đồng. Làm thiện rồi. 2 đồng là bằng 2 con chó. Phần tôi 5 đồng là 7 đồng. Một ngày là làm sao tôi xài 7 đồng. Như vậy là một tháng đó là 200. 200 đồng. Chưa tính cái tả cho con CC nữa. 201.
300. Rồi vậy à, bữa nào mà muốn ăn ngon á thì mấy bữa kia phải ăn gì ở lại. Chứ không có ăn được ăn quá 5 bây giờ nó trôi mày như vậy, nó cúng ngày như vậy thì mệt nghỉ rồi. Anh mấy ngày á, con mới thầy ăn kịp đâu. À, mấy ngày gì, ông cái mì này là một hồi là hai con á, hai con chó mà nó thấy nó nghe cái mùi mì cái con nào nó cũng làm vậy. Con là mì này mì khô mà. Vậy đó mà nó nghe mùi mì là con nào cũng nó làm vậy nè, hồi làm vậy là ông nghĩ chứ để dành ra được không? Chưa. Nó cái gì tụi nó ăn được cho nó cũng tội nó, mà bây giờ nó có biết cái bệnh rồi, nó biết hãy nó không nói được mà nó thấy cái gì nó ăn được nó nghe cái mùi thôi. Rồi nó cứ nó le cái lưỡi ra sao để được ý nó chị. Đừng có để ăn tới 2-3 bữa. Chứ đồ đồ để ăn lâu. Để cho chó nó ăn phụ mình đi. Cái nhà nữa đi. Xài ăn nữa không thầy? Thôi ăn nghỉ chút rồi ăn nữa. Chút ăn nữa. Nghỉ chút ăn nữa. Không mà nấu vậy được phải không? Ăn giống như ăn buffet. Cái thầy nấu nồi này mệt nghỉ đó, anh ăn đỡ với thầy đi. Thôi được. Đâu có còn miếng bí. Cái mấy tay chuối nó chín quá, nó chín riết rồi, nó muốn khô lại rồi. Chú Sứ á, với mấy cái củ khoai lang. Thôi chặt khúc bỏ vô nấu, rồi ông có kêu vụ điện giùm chưa? Bây giờ tí con kêu con phải lấy cái account của thầy á, mít con còn cái account của thầy á. Account điện nó mới được, nó không nói chơi được. Con mình có account của thầy, con nói chuyện nó mới nói chuyện. Chứ điện gì mà hỏi. Mình ở Mỹ đâu bây giờ có nó vụ cúp điện. Nó quen anh hay không mà nó chào anh kìa. Ừ, đúng thế, nó chà. Không phải ai đi ngang là nào cũng chào, tại vua mấy đứa nữa vua nó đi ngang nó quen tôi. Nó cứ nó gặp trước vậy rồi ai nó gặp ai gặp vậy đó. Vậy đó. Mình sẽ mang một cái bụng một ngày rồi. Cái hỏi ông coi á, rồi ví dụ mà tối mà cúp điện thì đúng ra cái chú Thanh nó khó chịu cũng phải. Tại vì chỗ người ta ở mình ấy, nhưng mà mình cứ nó dậy hoài đó. Ủa nó cúp điện ở đây không có phải, không biết sao nó chạm cái đường dây, có nghĩa là giống như nó gọi là nó mấy pha gì đó. Rồi đó bây giờ hả đường dây đó mà hả xài nóng lên á thì nó ngắt, phải nó ngắt ở trong cái điện mình không đó, mà nó ngắt ở đâu ngoài này nè, là cái dây đó lâu quá đó nó chạm gì đó biết không. Thì bây giờ phải kêu nó xuống chứ phải trong đồng hồ là sửa xong rồi. Đúng rồi, mà nguy hiểm lắm. Cái đó nguy hiểm lắm. Rồi cái nó điện, chập điện nó cháy á. Nó ngắt một cái thì nó ngắt hết toàn bộ tủ lạnh, tủ đông dài ra tới mấy cái phòng đó. Cái phía của nhà mình thôi đó thì mình còn chịu được, cái sợ hàng xóm người ta cùng chung một cái đường dây đó. Không, cái của mình. Nó ngắt luôn cái rồi là người ta cầm lên mình. Của mình không. Vậy coi cái đường dây chính vô đây nó nằm đâu. Đó cho nên á thì cái giờ tôi suy nghĩ, tôi nói thiệt á, giờ nói thiệt lòng không biết rồi á, tương lai rồi sao nó bị gì đây này, không biết tiếng Anh tiếng gì, ông dày thiếu mà sao mai là ông đang ông đi đâu, chứ thí dụ như ông đi từ huyện tiểu bang này tiểu bang kia, thí dụ làm ăn á rồi hỏi ông được làm sao, rồi kêu điện nào ga nào, thí dụ mà ga cắt rồi thì cũng lo. Không có lo đâu thầy ơi, mấy chuyện đó rồi bây giờ ông này bây giờ không còn là 4.0 nữa, 4.8 rồi. Thành là có gì ông cái alo điện thoại là ông 5 chấm luôn đó, ông quất luôn à. Trời ơi, đâu có cần thấy cái gì đâu. Cho nên á, cái thì cái đúng là thế gian này nó nói phải có gì nó khổ gì cái đó. Mà không có thì nó cũng khổ, thì kiểu không có mà có nó khổ, không có thì nó khổ, kiểu là mình ăn nhờ cái đậu nó cũng khổ. Mà bây giờ mướn nhà, thấy không? Đó giờ mới hiểu người cho mướn nhà cũng khổ. Hả, chuyện gì cái người mướn nhà ta réo mình, nó cũng réo à. Réo mà mình không biết làm nó quạo. Quạo mới nói nhiều câu mình nghe khó chịu. Cái gì mà ở Mỹ mang về là chết rồi này kia nọ rồi. Không lẽ tôi nói thôi, tôi tính chiều nay mà sửa không xong, tôi nói thẳng là tôi nói thôi chú coi chỗ nào chú mướn đi. Bởi vì đây tôi không biết làm mà thôi vậy không ấy. Mà khó khăn quá chắc tôi thưa tôi nói thiệt vậy nè. Thà mốt ai về để ở biết, ví dụ như đã tôi giao từ đầu rồi, tôi không có rành nó lỡ hư gì đó, nếu biết sửa giùm cùng nhau chứ tôi không biết gì hết trơn á. Trời mà cứ nói rồi vậy nó làm cho mình cũng khó chịu nó, không nó nói hơi quá, nói vậy là hơi quá. Này đâu phải ông này muốn đâu mà đổ thừa người ta. Đó, anh như chủ nhà anh đừng có giỡn. Chủ nhà mày. Anh, chuyện đó, là cái chuyện qua nói cái vai trò trụ trì đó, đừng nói giỡn. Cái chuyện đó là cái chuyện vô tình, tôi có muốn vậy đâu mà nói kiểu đó. Chủ vậy nhà nước này nó nói nhà nó là nhà nước này. Rồi đồng ý vậy, nhà nước này. Anh cũng hết đi. Nó thằng cúp hết đi,
Tại sao trong điện thầy có mà ngoài không có? Vẫn trong mình cũng cúp lô tủ lạnh hết chứ đâu mà không nguyên cái này đó thì giống nhau thôi, cúp hết. Ở trong này là tại cái đường dây nó cố định cái này nó không cái cái mình mới câu ra. Cái này nói thiệt và nói đó là lỗi do mình, lỗi do cái ông xây dựng, ông đấu mối chỗ dây nào đó thôi. Vậy thôi hả, thầy kiểm tra là chỗ cái đó này không phải, cái này nó bắt nguồn từ cái tốp trước là chứ không phải ông sĩ. Không phải cái tốp trước á là cái tốp tốp quả đó, mình nói ai là thầy hai hai cái ông đó nó đã gây lộn nhau vụ điện này rồi. Không phải nói ông sĩ nhưng mà nói là cái ông xây dựng không biết ông nào. Đó từ thời cái tốp trước nói sao đó mà ông nội kia thì ông tự hào là bây giờ ông đi về mới ông đi làm điện lạnh thì ông này mới nói thì làm vậy mà làm cuối cùng tới tới giờ đi về rồi, tới giờ hai ông phải đi về mà nó cúp hết là bắt nguồn từ cái thời thời công quả đó, 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 đó rồi đó. Bây giờ này nhà trước có mà nhà sau bị hả thì bây giờ ông sĩ ông cũng không biết cái nguyên do làm đó, sao bây giờ kêu ông sĩ ông chịu khó mà bắt chứng gì đâu mình như bây giờ này bây giờ nếu mà kêu thợ điện lại nó lại không có dịp trên bình thường á đó. Đó cái nó cúp lúc ngạt không à lúc đó thầy có khó giải thích thì bây giờ mà kêu điện lại thì hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra. Như sáng sớm không có chuyện gì ra, đằng này xuống tính bữa nay hứa với ông ba nấu bí hầm dừa ăn, tính là không nấu được rồi đó, xuống bà không được. Sau khoảng 15 phút sau, bực mình quá tính nói thôi, nó ông Vũng nói bữa nay mình về là khỏe rồi, nó không thèm ăn gì luôn, nó chơi. Nếu vậy mình lấy cái bình nước chấm điện, mình nấu mình ăn mì chứ bữa nay nữa. Đụng cái kia đi cho con chó đồ ăn kia vô, sao thấy nó tiết chúng ta co lại, có lợi mới nấu nướng được tới giờ này á. Ở các thầy rét chắc là con gọi con có lấy được cái đường ai cao con gọi cho thầy thì con gọi cho đây con chẳng biết nói làm sao được tại vì dây điện nó đó, cố định như vậy cái đó thợ điện lực nó không làm nó con không biết làm tại sao mà nó nói nó ngoài tại nhà của thầy thì nó làm trong nhà của thầy nó không làm đâu nó chỉ làm ở bên ngoài thôi ừ. Để con bảo nó vậy trách nhiệm của nó còn trong nhà là chuyện của mình cho nên đã hồi đó là cãi với nhau là hai ông cãi với nhau rồi cãi nhau thời bởi vì cho nên á thầy bây giờ chỉ có triệu tập ông cho nên mà thôi. Bây giờ nói ra đó thì cứ ai cũng nói mình giỏi hết trơn á nó khổ trên đời là sao kỳ nếu cuộc đời này mà có người nào mà thấy mình dở nó đỡ biết đó đó, đó. Thầy này giỏi. Đấy con đây này con này giỏi nhất tệ nhất thôi mà ông là giỏi nhất luôn ông con, giỏi con nhất thích lắm à. thôi mà tôi xin anh đi trời ơi thôi bây giờ nói chuyện này đây nè nói cái chuyện của thầy đây nè thầy bây giờ phải triệu tập ông sĩ về đây một ngày thì đó triệu rồi để ông ngồi đây ông động cái não của ông coi nó bị cái gì tôi kêu rồi chuyện qua rồi chứ thì bây giờ hôm qua thì mới nhớ là kêu là bây giờ nói tại sao mà hở ông làm nó có mà bữa nay nó tắt lại ông nói tại vì thầy nói nó có rồi cho nên con mới trả lời với cũ đó trời đất ơi trả lời với cũ thì tiếp tục một bên nóng bên nguội thì bây giờ kêu lên nhưng mà tôi suy nghĩ rồi nếu kêu lên trả lời với cũ thì có một đường dây nó chạy quá trời mà lúc này ông thử suy nghĩ bây giờ là chưa nghe tới gần Noel á nó lạnh thấu trời là phòng từ trên tới dưới đều là điện hết mà điện 220 dụ máy lạnh máy nóng tủ lạnh hết kia chịu sao nổi rồi cũng vậy nữa thay bây giờ không sửa luôn một lượt cho nó rồi thì đó phải chịu ông xuống thôi chứ công thợ điện này thì mới kêu ông rồi kêu ông nói ông rồi thì ông nói là phải 2-3 ngày nữa mới rồi công trình ở trên đó. Dạ, đó xong xuống thì bây giờ đi. Xuống đây á là ông với ông ba hai người làm tuôn ngày là ông lo cái đó nói sao đi bây giờ thầy phải dứt khoát ông đang không có gọi ông kia nữa gọi nó không phải gọi nó kiểm ở ngoài ngoài gọi bên ngoài coi chừng nào mà bên ngoài bị ông sĩ ông khẳng định bên ngoài nó bên ngoài con nghĩa bên ngoài ông sĩ nó bên ngoài á vậy nó bị đứt cái là nó bị mòn đứt một cái dây một pha đứt một cái dây giống như người mà nó đứt hết sợ là tao nói mày chạm mà mày đứt gì cũng sợ đó là mấy bà hàng mà online bà nói cái dũng mặt là trên quyền nó nhào vô dũng mặt là em là vợ anh yêu anh lắm đừng nhắc mấy chuyện đó mà tao phải biết người đó chúng sanh nó đấu đá nhau kệ mày ai đi mình giờ tôi không có dính tôi dính tới giới thầy chùa tôi thôi. Bây giờ á, giờ nói chuyện với ai nè. Thứ nhất á, là cảm ơn mấy ông. Cảm ơn là mấy ông còn khi cũng người lớn ngoài đời khuyên lên tôi cái nào đúng thì tôi cũng trân trọng. Nhưng mà có khi cũng phải thông cảm cho tôi. Ví dụ như á, có những cái nỗi đau
mà thật lòng mà nói cái nỗi đau á, cái nỗi đau da thịt đó, nó lành, nó còn vết thẹo mà nó không không nó không có đau. Còn có những cái nỗi đau mà nó ăn ở trong tủy đó, không, cái này nói thật vậy à. Ví dụ ở trong cảnh nó hiểu được người trong cảnh, nếu mấy ông mà là tôi á thì mấy ông mới hiểu là tại sao tôi như vậy. Không phải là tôi nói vậy là tôi bào chữa hay là tôi lý luận gì, bởi vì phải người đó mới cảm thông được cho người đó. Mấy ông không hoàn cảnh đó thì mấy ông coi như là mấy ông cứ nghĩ chuyện đơn giản như vậy, mà sao thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nghe chuyện này nó không có gì. Mấy ông nghe nó không có gì, nhưng mà ông nhớ đừng chê một cái đốm lửa nhỏ, nhớ không? Giống như nó là ông nghĩ còn ngạo đó, không nó muốn xây một cái nhà phải cả trăm bàn tay, nhưng mà muốn phá vỡ một cái nhà chỉ cần một que diêm thôi. Có những cái nó không có gì nhưng mà nó lại là có gì. Thế ông phải cảm thông nay hai ông không có quân sư cố vấn gì đây, nhưng mà giống như là quân sư cố vấn vậy đó. Đó thì nó nói để rõ. Ví dụ như cái chuyện này nè, nó đơn giản cái vụ gửi tiền này, rồi ví dụ vậy cái này đó là nó khiến cho tôi nó đau. Ví dụ như nó đau là nó nhớ lại cái dĩ vãng của mình đó, mà dĩ vãng này không phải là dĩ vãng dơ dái dễ gì giấu giếm chứ vào nào qua đó, mà dĩ vãng là mình vì người, nhưng mà nó vẫn có đau. Tôi thí dụ bây giờ á, ba mặt một lời đi, tự nhiên mình nghĩ cũng thương hai bên Phật tử. Bây giờ thí dụ như cái chú Phật tử nó cần, nó gửi cho gia đình nó, cái chuyện gì cái chuyện của người ta mình không biết mà mình biết. Nhưng mà bây giờ á, ở Mỹ bây giờ nếu một ngày mà ông ra chuyển 5,000 coi là phải khai báo. Ông thấy không? Nói tôi điện sắp bạc xong quên, tôi hỏi kỹ rồi ông đừng có lắc đầu. 10 đồng 1,000 cái đứa con. Cái chuyện của ông, cái công ty nó khác, mà tôi nói về cá nhân ông đừng lại khoe. Tôi điện 2-3 cái chỗ Việt Nam rồi. Nó thì bất định nó làm ăn thì nó phải nói như thầy, con nói thầy nghe. Thì thầy đi đưa con hết đi rồi đối. Cái chuyện ông nó khác, còn thí dụ như bây giờ á, ông từng làm ăn nó khác, ông thuộc cái dạng liều mạng nó khác. Tôi với ông ba đây nè, thử đi ra mà gửi chuyển tiền coi, nếu mà nó người ta quen mà ta tin tưởng 100% thì đó thôi. Mà chuyển ẩu coi tôi, ông thương ngược lại, cái má nhìn không ra không. Mỹ này có cái vụ mà họ cứ thương ngược lại, ông thấy không? Nhiều khi cài vô FBI, cài vô CIA, cài vô. Ông Nguyễn nói nó đơn giản mà nó không phải đơn giản. Nhưng mà cái gì nó dính líu tới tiền bạc, cái tôi mới nói trả lại á. Tôi nhớ cái đau của tôi mà cái năm mà nó quýnh tôi mà vụ tiền, nó nói tôi rửa tiền về Việt Nam, gửi chỗ này chỗ kia cũng y vậy nè, cũng tình trạng y vậy nè. Thì cái cô Phật tử tôi đây, về Việt Nam mua đất mua điền cho cả đống, tới trần rồi nó đứng tên nó kiếm cớ nó lấy hết rồi, giờ mướn luật sư thưa đó, tôi kể hoài đó. Thế thì cổ đang ở Việt Nam mà chồng của cổ là Mỹ rặc thì biết chuyển cách nào, mà thời đó đâu có vụ mà Food Lion hay là chưa, lúc đó chưa có vụ mà biết vụ mà gì đó Gamer ơi gì cái gì mà nó sẽ chuyển qua cái Messenger du dình đồ đó, bên Gam gì đó. Thì tôi lại tào lao là lúc đó tôi lại quen với một cái quán Phật tử, cũng Phật tử, quán Việt Nam nó chuyển tiền, thì mình nghĩ thôi thay gì chuyển ở đâu cũng vậy, mình giúp cho Phật tử, giúp cả hai bên, một bên thì được cái tiền cước, còn một bên thì được chuyển tiền, mình thấy cho nó gọn tiện. Rồi cái thời đó thì đâu có vụ mà cái tài khoản khó khăn như bây giờ. Thời đó là bắn 5,000, 10,000 một ngày chuyện bình thường. Còn bây giờ mà phải có cái chứng à. Ví dụ như ông đang gửi nó quen rồi không nói gì. Ví dụ mà ông có bao giờ ông gửi vô tài khoản tôi 5,000, 10,000 đâu mà sợ. Nhưng mà nếu mà nhiều cái là cảnh sát nó tới nó hỏi liền, thấy không? Thì lúc đó cái tôi cứ vậy thì tôi cũng ra một giày. Thì gửi qua tài khoản tôi thì tôi cũng ký ngân khuyến một giày ra, tôi đưa một giày tôi giúp vậy thôi. Đó. Sau này á, nó cái mình nói nó thì mình nói nó giận, nó chơi nó quýnh ngược lại tôi, nó nói tôi nó là làm bằng chứng nè, tôi là bằng chứng, tôi là người chuyển tiền cho ổng nè, ổng chuyển tiền về này kia nọ, mà nghĩ coi bởi hôm kia rồi nói với cô xong quê tôi nói á, vì cái tình, tại vì cô chú á có nhiều khi chuyển tiền cúng dường hay chuyển tiền từ thiện không có lấy tiền cước,
thì bây giờ tôi cũng không biết đền ơn cách nào. Ví dụ đó là làm phước, nhưng mà tôi thì tôi muốn thể hiện cái tinh thần của tôi. Bây giờ hai vị Phật tử tôi có nhiều tiểu bang họ không có chuyển tiền thì họ gửi sẵn, họ gửi họ cho tôi 100, 200 thì họ nói là thôi thầy sẵn thầy lại chỗ Việt Nam thì chuyển dùm con, thì tôi mới gửi vậy luôn nghe. Tôi cứ còn mơ mốt, tôi không phải là nói cô chú xấu, nhưng mà để rồi sau này cái rủi cái nghiệp mình nó tới nó quýnh ngược lại mình vậy đó, phải không? Cho nên lúc đó cái con ngựa nó mới đưa, nó đưa ra rõ ràng mình đâu có cãi được đâu. Cho nên trên mạng nó chửi tôi rùm beng, nó nói là tôi bên đây là rửa tiền, là kinh tài, là gửi tiền về nuôi mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi cán bộ bệnh á. Ông có chết không? Mà cái người ngoài hại mình không nói. Mà đau nhất là mình làm ơn mà mình gọi là mắc quán vậy đó. Thì bây giờ, tự nhiên, bây giờ cái vụ này, thì bây giờ tôi nói có hai ông rõ ràng, nói lên mạng luôn, tôi trực tiếp, tôi nói thẳng để cho hiểu. Học một vị thầy không bao giờ hẹp lượng mấy cái chuyện lặt vặt. Ví dụ như Phật tử giờ như giờ, nếu giờ ví dụ giờ ông đang với ông ba muốn ra cái công ty sầu riêng cho cái cô Út bên đó, thì nói chứ cũng phải tại vì tôi giới thiệu hai bên, chứ còn tự nhiên hai ông sao biết, mà cổ sao biết hai ông, thì tôi giới thiệu. Thì thật ra thì bây giờ á, nói chứ làm sao không trách nhiệm được, phải không? Hãy nói dùm thì phải có trách nhiệm rồi, thì nó không phải thông cảm. Cho nên để tránh, bởi vì cái người ta nói tiền xa ký bút, hậu xa giả chi, cái xe trước lạc thì xe sau phải tránh, bởi vì nó bực mình. Tôi nhớ hai cái thành ra hôm qua tự nhiên hồi tối tôi cũng không được, nó khơi về cái cũ vậy đó đó. Chứ ông thì phải hiểu có những cái mình cố lãng quên, nhưng mà cái ký ức của mình đó, nó khơi về cái cũ, cái là ngủ không được. Mấy ông cảm thông cho tôi vậy, chứ còn mà ngủ không được không phải là mình nằm trong đó nhưng mà tức là cũng ngủ, nhưng mà ý nói là giống như làm cho mình phải suy nghĩ một hồi vậy đó. Rồi cái là nếu mà không có chỗ mà tôi trút ra đó, trút bầu tâm sự thì tôi nổi nóng, tôi cả ngày nó để bụng nó sình lên. Ví dụ giờ tôi nói về cái tôi nhẹ đi để hiểu là tại sao hồi xưa trên mạng nó viết nó chửi tôi vậy đó đó. Rồi ví dụ như nói tại sao, ví dụ như tôi tại sao ông Đạo Quang, giờ nó nói cái nữa là tôi nói thà để tôi nói cho hiểu. Ông là một ông hòa thượng mà cả 90 tuổi sao tôi kêu bằng thằng, sao tôi tức tới mức độ vậy. Mấy ông phải hiểu là tại vì á, nếu như cái ngày tôi mới bước chân qua Mỹ này, tôi tới tôi thăm ông là người đầu tiên, tại tôi nghe ông già thì tôi nghĩ ông đại lão hòa thượng, lúc đó 80 mấy tuổi thì không biết 80 chưa, không biết bây giờ nghe nói 90 mấy. Mình tới mình y áo, mình đảnh lễ đàng hoàng. Ông còn mời mình ở ăn pizza, cho nên tại sao tới bây giờ này mà nói tới pizza là tôi ghét là như vậy, đúng không? Là bởi vì ông mời mình ăn ngon lắm mà, trân trọng này kia hết lòng coi chứ. Vừa đi ra nửa đoạn đường trở về cái chỗ mình ở á, thì cái cô mà Phật tử mà hồi xưa mà mượn ổng lãnh tôi mà có ổng không chịu lãnh á, là cô đó mới mượn ông thầy ở sách ra mình tô ông lãnh á. Cô nói thầy đang ở đâu vậy? Và cái điện thoại thì mới có kết nối hồi tối vừa đi qua mua cái điện thoại 9 đồng 99 với cái sim 25 đồng nữa bỏ vô. Cho nên lật đặt thì có quen cổ phải khai báo cô trước, à thưa cô cảm ơn cô, tôi đã qua tới Mỹ rồi, thầy ở đâu vậy? Tôi nói mới vừa đi thăm Đạo Quang ra, hòa thượng Đạo Quang ra. Thầy, ông cụ mới gọi cho con thầy. Ông nói thầy là người Bến Tre, tiền cộng sản á. Thôi con khuyên thầy, cụ nói gì cụ nói, nhưng mà thầy đừng có tới nữa giùm con. Ông nói thẳng là tới lần sau ông tiếp. Ông nghe mà lúc đó tôi chưa hiểu gì hết trơn á. Thật sự lúc đó mình mới qua Mỹ, mình chưa có biết cái đời sống ở Mỹ, thôi kệ thì nói gì nói, tôi không có khe. Lúc đó mình chưa có nổi danh nổi gì, mình đã thuộc cốc nhái qua Mỹ này mà. Lúc đó không bao giờ biết giận hờn gì hết trơn á, kệ bà, không biết cái đó là cái gì nữa. Tôi không biết cái đó là cái gì, thật sự là đó. Rồi nó kéo dài cho tới lần thứ hai tôi tới ông Hương Tích. Ông Hương Tích ổng nói lần nữa tôi mới là bắt đầu là lúc đó đó, bắt đầu là tôi mới nhào vô gọi là cái gì đó, cái quỷ đạo rồi đó. Và bắt đầu nó máu xung thiên, nó nổi từ từ đó. Ổng không qua dự lễ, ông Hương Tích ổng nói tôi là bây giờ bữa nay có mình tôi với thầy à, mà tôi thì hồi gốc tôi hồi xưa là không phải bên Bắc Tông, nhưng mà vì tôi mới qua bên đây thì tôi cũng nói thật với thầy là tôi là vốn tu thiền,
Cho nên vì vậy lễ ghi thầy làm hết, tôi chỉ niệm hương, tôi quỳ giữa thì thôi, còn thầy giảng xong thầy làm. Bữa nay tôi thỉnh nguyên thầy trọn Đạo Quang mà ổng nói với tôi chuyện qua, ổng mời tôi đi ăn, ổng nói là thầy cộng sản ổng tới, ổng là ổng không tới, ổng không cho lính ổng tới nữa là rồi ha. Nhưng mà tôi dằn dữ lắm nha, hai bằng chứng. Thì thôi ngày qua tháng lụng năm tàn thì giống như tôi cũng phai nhạt đi. Coi như là phai nhạt tôi không để gì tới, thôi kệ ông cụ già. Ông già cả rồi, ông nói gì, ông nói với hai nữa là mình là người Bến Tre thì qua cái vùng Lester Sài Gòn thì những cái năm đó là nó còn dữ lắm chứ không phải như bây giờ. Những năm đó là ngày nào cũng ngay chỗ phố Vô Sa là cũng biểu tình hết, mà bị tôi qua ngay cái dịp gần 30 tháng 4. Thì người ta nói thôi mình cũng nhịn đi, mình cũng không biết gì, thôi kệ. Nếu như tôi qua chùa này, chùa Giác Hoa này mà không dính tới ông Đạo Quang á, thì tôi cũng không hận hận làm gì hết trơn á. Thấy không? Tới thì tôi qua đây thì ông Tâm Hòa cứ ngày nào bằng căng bây giờ ngủ không được, bằng căng cả đi căng trở. Thấy không? Giờ bên tình bên thiếu bên nào nặng hơn. Thì tôi nói ủa thầy là thầy không có cách nào sao? Thầy không thưa với Hòa Thượng. Nó nói là à, thưa rồi mà ông cụ nói á, tôi bần tăng nhắm có đủ lực để tiếp độ không, nghe đã không? Nói câu là có nghĩa là biểu mày phải đủ cho khéo, còn mày mà hơn tao á mà mới đợi nó đấy ý ông, cái câu này chết người không. Thành ra tôi mới nói tôi không quan gia gì tới thằng Đạo Quang ha, mà mày già rồi mày mất nết, cho nên ta cái hồi mà tôi đi làm ở trong sòng bài đó, tôi nhớ cái ông mà vợ chồng mà cái ông mà giới thiệu chở tôi đi đó, trước khi đó là ổng không biết tôi là thầy tu vậy, nhưng mà sao ổng nói thẳng là thầy của ông là một là phải một tôi thuộc tôn giáo nào, hay là một cái giáo sư hay gì chứ không phải là một con người bình thường. Tại vì khi ông nói chuyện với chúng tôi thì nó không phải là một con người bình thường như chúng tôi, mà nếu cái tuổi của ông á, ông nó kêu ông không à, tuổi của ông á, thí dụ như ông là giang hồ, ông là ngoài đời thì ông nói chuyện nó phải xài giấy 500 hay là phải tới này kia, còn đằng này ông không có một cái gì thể hiện là người ngoài đời hết á. Bắt đầu ông nhận ra cái chân tướng của tôi liền nha. Mà sao ông nói cái gì tôi cũng nghe đạo lý hết trơn, ông nói nghe nó có đạo ở trong đó, ông phải chịu thiệt đi. Tôi mới nói là tôi là thầy tu, mà tại vì bây giờ giống như cái gì cái hoàn cảnh đời sống tôi cũng muốn cô chú đó, lúc đó tôi mới nói thật, lúc là hồi lúc họ ở Cali á, sau này cái ông mà dẫn đi sao khác nữa, ông mới nói á thôi thì ông nói vậy thì giờ tôi rất là vui, thà chịu thiệt mà tôi tin lắm, bởi tôi giới thiệu mà lúc đó mình chưa có giấy tờ, tôi nói là tính đi làm để có tiền làm giấy tờ đó. Rồi cái ổng mới hết lòng giới thiệu, nhưng mà vô nó chết không có giấy tờ. Rồi bây giờ trở lại cái câu ổng nói mà tôi là cái bài học. Ông nói ông thầy, tôi nói cho ông thầy nghe, ông chấp nhận ông ở lại đất Mỹ này, ông sống đất Mỹ này, ông phải nhớ một lời của tôi, mà nếu sau này mà ông tôi như anh, ông coi như anh thôi, ông cũng hôm nay cũng là sáu mấy gần 70 rồi, ông nhớ một điều á, ở xứ đất Mỹ này á, đừng có thấy thằng già nói là phải tin nha. Nói vậy đó, trọng ở xứ Mỹ là trọng nhân cách. Có những cái thằng già mà nó nói không có nhân cách, nó không phải là con người nữa à. Còn á, có những thằng nhỏ mà nó nói như ông vậy đó, ý ông nói là vậy, ông nói ra tôi biết ông không phải là cái người bình thường à. Con cây xà này nó phái ông ba vậy đó. Cho nên tôi nhớ câu đó, mà mỗi lần mà hãy nhớ tới vụ ông Đạo Quang á là tôi nhớ tới cái ông nói, ông cho nó ra giùm nhé, lại không đóng cái cửa nào, ông đang vô đóng cửa nào, ông đi ra cái nó chạy ra ấy xa, chứ là nó quậy chịu không nổi đâu, nó quậy lên tới cái nồi mì đó. Cho nên hãy mỗi lần nha, mà hãy nhớ tới ví dụ nhân cách này, nghĩa là tôi nhớ tới ví dụ như ổng là cái người ổng đi ra ngoài, ông dụ nó cái nó chạy ra cái ông đóng cửa này, ông thải ra cho chạy ra luôn đó, rồi cho dính lại cái đó. Cho nên nó thí dụ như một con người tu, nếu ổng là một người hòa thượng tu có nhân cách thì ổng đâu có chụp tôi cái mũ cộng sản, mà không khi tôi mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua, nếu có biết thì được, cũng không chụp. Nếu mà tôi có là cộng sản cũng phan áo vội, phải không? Đằng này chỉ vì cái lợi, hỏi là ai lãnh qua ai giới thiệu thì biết cái bà đó là Phật tử
người Bắc với ổng hay lợi chùa ổng hay chở Phật tử, bà này thì bà không có cúng dường nhiều, nhưng bà có cái chiếc xe hả, mỗi lần mà tu hành đó là bà chở đi thì bà lấy bà mấy đồng vậy đó, cũng như phụ cái tiền xăng là bà đi luôn, rồi hay có chuyện gì là bà đi kêu gọi. Cho nên một ông hòa thượng chỉ vì một cái lợi thôi mà cho tôi một cái nón cối như vậy, ông nghĩ tôi rồi, lúc đó tôi chưa có hận, nhưng mà tôi biết bên đây nè, nếu như á qua tới bên đây rồi thì ông nghĩ rằng thôi cũng tội nghiệp ổng, thôi để cho ổng ở tu rồi kia, rồi non sông thì còn biển quá nương dâu, kệ biết đâu người tu, mà mình biết cái lòng từ bi ở xã đâu, mà còn quất tôi một câu vậy. Vì vậy mà tôi nói cái thằng thầy, thằng đạo quan này nó hận, nó thiếu tôi một cái lời xin lỗi, nó tới đây nó đáp y, nó xin lỗi, nó tạ lỗi tôi thì thôi, còn không tạ lỗi tôi là đời sau nó làm đệ tử tôi á, bởi vì tôi không gây thù chuốc oán. Mà ông quen thuộc chú quán tôi, tự nhiên ông vì cái lợi đó, cho nên cái quả báo ngày nay đó, mua cái bệnh viện mà tới bây giờ rồi rốt cuộc nó không cho bệnh viện là biểu sinh nệt, nó không cho làm chùa, có nhiều tiền Phật tử nó cúng gom hốt đi thưa kiện hết, tới thì thưa kiện thắng xong rồi giờ tiền đâu làm, mà mang cái thân tàn lê lết. Rồi bây giờ đùng cái nghe qua chứng minh đây, tôi hạ qua tới đây là cái hơi tròn nó qua là tôi nổi nóng à, ông biết không? Cho nên á, ý của tôi nói thật, cái đó là cái nỗi đau. Mấy ông mới cảm thông, tôi nói rất là giỏi, tôi nói rất là hay, nhưng mà phải cảm thông là có những cái nỗi đau nó bất, gọi là nó bất tận rồi, nó muốn xóa liền được, không phải một sớm một chiều, bởi vì nó đau quá mà. Thành ra cái vụ tiền bạc này tôi cũng nói nghe nữa. Thì đó, bây giờ á thì ông đang lãnh chuyển về, giờ tôi giới thiệu vụ đất điền Phật tử tôi mua bán, mua hai người mua bán nha, không biết, nhưng mà cũng tội nghiệp ta thì nhờ thì tôi cũng giúp, bởi vì tôi giới thiệu đó, không phải chuyển nhiêu đây nữa rồi mơ mốt đây rồi chú qua rồi đó, nó còn chuyển trả lại muốn đắc tỷ mấy lần mà đó, là đó. Thì ông đang lãnh làm sao làm, ý tôi nói rõ ràng vậy đó, tôi chỉ không muốn tôi thấy cái cảnh tượng lần thứ hai xảy ra, rằng là mình làm ơn mà nó quất ngược lại mình, nó mới là đau, ông hiểu không? Cái thời mà ở bên New Mexico đó, cái con nhỏ này nó lé xẹ mà nó nói không nghĩ cái miệng, mà mình thấy nó tội vợ chồng nó làm ăn, thằng con trai thì nó từ, đứa con gái thì bị từ hôn, mình thấy cũng tội, nó mở cái quán cái gì, cái gì mình dạ một hồi tôi gọi lại cô của Hạnh Huệ ơi, alo đó cô Phật tử Sia Thồ, tại vì hôm rồi á ông nhớ rằng cô này cổ gửi là $1,000, ông nhớ không, là 500 tiền gạo 500 tiền dầu tôi nói đó, thì bây giờ mình cũng phải cầm, gọi là cầm phone nha. Dạ, mình cầm phone lại cho người ta à, là cái tiền hôm rồi cô gửi tôi, nói cô nói với tôi là cuối, tôi nói với cô là cuối năm tôi mới làm từ thiện ngang, là bây giờ chuẩn bị, là bây giờ tôi chuẩn bị, tôi ra cái thông tư tôi kêu gọi, thì giống như là cô là người hỗ trợ rồi, để tôi muốn xác nhận lại chứ người ta đã phụ rồi, nhưng mà để thôi, rồi thí dụ tao thấy mình bỏ lên mạng kêu gọi cái tao nói à, cái tiền hồi xưa của người ta mình làm rồi, dạ, chứ đúng, ông thấy không, cho nên tôi làm cái gì cũng rất là rõ ràng nha, tiền bạc từ thiện, cho nên nó hạ cái người thẳng ngay thì trực tánh là phải cảm thông tôi. Tiền rất rõ ràng, bây giờ ông nhớ cái chuyện tiền của tôi là tôi hứa 2,000 mà tôi đưa mới có 1,600 rồi đúng không, nó còn thiếu 400, là tại vì lý do là theo lẽ 400 nó đủ rồi, nhưng mà giờ phút cuối mình cho không à, thì thôi, cho nên rốt cuộc thôi, thì nhưng mà người ta cũng cho tiền lại tôi, thì thôi để gần tới tôi bù cho đủ 2,000 là phần của tôi. Thay vì giờ cậu Phật tử họ nói tôi không phần đó, để con phụ cho thầy, nhưng mà tôi nói không, cái lời của tôi nguyện sao tôi làm y như vậy. Rồi hôm rồi Phước nó gửi qua 500 là tiền từ thiện, riêng từ thiện ông nhớ mình cũng mượn mình làm ở nhà này đó, rồi bây giờ 1,000 này nữa, thì như vậy là các ông làm chứng là tôi là tiền bạc nó rõ ràng, tiền bạc nó rõ ràng, tiền xương máu người ta, rồi người ta đi cho những người nghèo khổ nữa, thì tôi nói trước thì như vậy. Bây giờ đó thôi, bỏ nói chuyện đó đi, để cho tôi nói, tôi hết cái nỗi lòng của tôi tức đi,
hả, mà hả nó đừng có tái hiện cái chuyện cũ này thôi, mà hả nó tái hiện cái chuyện cũ chứ. Dạ. Ba biết không, là tự động gợi nó nhớ nè, nó gợi nhớ cái nó khó chịu đó, đó, thì đây thì con nói thầy hôm qua nó như vậy á, thưa thầy đó, để cái tất cả cái tiền bạc này mà, để con hết mà đi. Giữa Phật tử nha, mình là ông thầy. Vâng. Thì mình cũng muốn là cho Phật tử họ có lòng tin. Dạ. Lẫn nhau. Dạ. Đó, giữa Phật tử Việt Nam như Phật tử đây thì ai, ông thầy thì ai cũng thương hết á. Nhưng mà nó rõ ràng vậy đó, nhưng mà hả mình rớ vô cái là mình, bởi vì tôi thì tôi nghĩ ở đây là cái tình nghĩa chỗ cỡ gửi tiền, bởi vì thường thường từ thiện người ta không lấy tiền cước, thì cứ giống như người ta cũng làm phước, nhưng mà mình nghĩ là vì mình người ta mới làm phước chứ đâu phải tự nhiên người ta làm phước, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ mình hay gì á, gửi tiền đâu vậy thì mình lãnh mình gửi giùm. Nhưng mà bây giờ ở Mỹ này nó không cho phép như vậy, mà nó quá được. Chính tôi gọi ra thì cổ cũng nói rõ ràng là hãy từ 3.000 trở lên là đích thân thầy phải ra thầy ký giấy. Đúng cái luật nó như vậy đó. Rồi, rồi mà nếu mà gửi nhiều nữa đó, con cũng gửi cũng được nữa. Nhưng mà hãy khai coi cái số tiền nó ở đâu. Thì nó cũng rõ ràng vậy chứ. Bởi vì bên Cali cũng như vậy, bên đây cũng vậy. Bởi vì tại sao ông này, ông đi làm ngày đó mà ông tiền ở đâu mà vậy chứ, người ta bên Mỹ mà nó rõ ràng cũng tội cho ta. Con chó này mày tha dép tao, mày coi chừng nghe ấy hả, nó bởi vì không á, cũng là cái nghiệp chướng, cái nghiệp ở đây tôi nói hả, mà nó thấy tôi mở đèn xuống á là bắt đầu nó thì ra một coi này đang tối ngày vậy đó mà nó bao lớn vậy đó. Còn nó thấy không, bây giờ nó ra xa nó vậy vậy đó, nó muốn đi vô mà đó. Ông thấy chưa, kêu ông bà đó bản thân đấy nghe. Ờ chứ sao biết đâu đó, cho nên nói là nó nhiều cái nó phiền hà, cho nên người tu đúng ra thiệt á, nếu mà tu lệch đường rầy một cái, nó thiếu cái chất từ bi, cái là nó không bét hết trơn à, thì, thấy không? Thì vậy con nói thầy để ba cái biển hạ cho con. Không, ý tôi nói chuyện thầy, thầy con nếu muốn mà, thầy nếu con mà thầy cha đạo quan mà đừng có vụ mà nói với ông Tông Hoàng vậy, tôi đâu có hận dữ vậy, phải không? Thôi giờ thôi bỏ đi. Không, không, ý tôi nói dạ, gì đó, tại để mấy ông ấy hiểu tại dạ, sao con hiểu chứ, con cái nỗi đau đớn của tôi. Xong rồi thôi, nhưng mà thầy chạy dốc. Thầy thấy không, càng nhìn thầy bao nhiêu càng ngủ lên bao nhiêu. Thầy thấy không, thôi hả? Đó, thôi à. Ừ. Tại cái tất cả đều do tâm tưởng là hết. Đó thì biết, nhưng mà ý đó đừng có hiện. À, dạ con hiểu rồi. Đừng có hiện lại thì mình không có nhớ. Thầy tu cho đó, thầy tu cho đó đó. Thầy coi như cái mây nó bay qua là thôi. Không, ý này, chứ giờ với ông nè. Ở ngoài đời á, mấy ông buồn, mấy ông về tâm sự với vợ với con. Cao nhất cũng còn bạn bè. Bây giờ hỏi tôi tâm sự với ai, ông cũng phải cảm thông chứ. Cô Vấn, tâm sự với cô Vấn. Cô Vấn tôi cao đi. Để trong bụng nó cũng đại cô Vấn. Nó, tôi là lon ton. Tôi là lon ton. Biết đang đại cô Vấn. Thành ra tôi mới thấy cái người tu mình á, nhiều khi á, nói á, thì cái gì cũng hay lắm. Nhưng mà thật chắc á. Hành không khó không lắm bao nhiêu. Thầy, thật khó lắm, hồi dễ lắm. Nên thầy nếu mà có cơ hội như vậy, thầy giảng tập, thầy giảng hành, có thể thôi à thầy. Đó nên, là tu của thầy. Cho nên ngày hôm qua tôi nói thằng đệ tử tôi, nó ở phải đệ tử, cái chú mà hôm trước mà nó muốn qua đây nó tu đó, giờ nó muốn nữa, tôi nói thôi. Ông bây giờ tôi nói thiệt ông á, bây giờ ông nói vậy được nè, ông đừng nói qua đi tu vậy đó. Ông qua đây ông đi làm, bị bệnh đang chạy Uber, thì qua đây ông chạy Uber cũng được nữa, rồi ông cứ ban ngày ông ra xe thì ông về ông thiền tọa, ông nói con thì thầy biết không, con ăn chay đã mười mấy năm rồi, được kia nè, thì cũng mừng nó tặng con chay trường, nó ăn cả mười mấy năm rồi. Tính ra thì cái đó là nó hợp với tôi được một việc đó, bởi vì còn ông mà bây giờ ông tới chùa nào á thì ông cũng coi chừng, ông phe ông ăn chay, ông coi chừng cái nó hả, nó ủa thầy chùa ông lẽ không ăn chay, thầy tôi nói thật ra đó, ông nhớ là bên ngoài thì cái mát như là chai vậy thôi, chứ thật ra bên trong á, nói thành thật á, trong chùa thì ông nghĩ được 10 chùa ha, bởi người ta theo Phật tăng tâm tịnh dụng. Nhất là mấy thầy mà có tính nữ riêng á, mà nó cho ăn rồi cái là thôi thầy thương con rồi, con thương thầy, con muốn thầy có sức khỏe để thầy hoàng quại độ sanh rồi, nó giúp nó cho ăn rồi cái là chính cháu đó. Nó nói như tôi, nó thành ra tôi rõ hết trơn hết rồi à. Ông dùng từ bất nhẫn. Thành ra tôi nói con đừng có, thầy nói thật, thà bây giờ nó nói, thầy sao kỳ vậy thầy,
ví dụ nó đạt nó hài ông hòa thượng đó, tôi nói thầy kia rồi nó tính gửi cho tôi một ông thầy, tôi mới hỏi là ông thầy đã có ăn chay không. Bây giờ tôi nói thiệt chứ tôi không có tu hành khỉ gì nên mà tại vì tôi ăn chay từ đó giờ tôi ăn mặn không có được, chứ tôi nói thiệt tôi ở mình thì tôi muốn đi sợi phút lên tôi muốn mua gì tôi ăn, mấy ông dám đầy tôi không, hay tôi ăn lén không làm sao được. Nhưng mà bây giờ cái nó nói ủa thầy không làm ăn chay, thời đó thầy đóng ở chung với ông thầy đó, thầy đó tôi thấy rồi ông nói gì là tôi đủ hiểu rồi, thôi tôi xin bái bài bái bài. Tại hồi đó tôi nghe tới hai ông nội này ăn rồi còn ẩm tủ nữa, rồi thành ra biết là khi ẩm tủ rồi nó qua nó lại sao đó, rồi nó lòi cho đủ ra phật tử tới thấy thì bây giờ đó ông thầy này mới nói thầy kia, thầy kia ông nói thầy nọ nó qua lại mới gặp ra tới đầu rồi thôi tới đây ngưng nghe đừng gửi qua bên tôi không đủ lực nghe cái này tôi từ chối trước. Tôi nói hả thiệt có thầy, tôi nói thôi tôi không, nhưng mà tôi không có nói cái vụ mà hai ông mà gây lộn nhau, mà tôi chỉ nói là rồi hồi đó ông đó ở đâu ở chỗ nào là nói là tôi đánh giá liền, tôi quýnh ngay liền. Tôi nói trời ơi, bởi vì tôi nói thôi bây giờ trong đạo Chúa họ nó có nói câu là tin đạo chứ đừng có tin những người có đạo. Em tin đạo chứ đừng tin những người có đạo, vì có đạo chứ hẳn là hành đạo. Thì thôi bây giờ mình lo tu lấy mình đi. Bây giờ ông ở ngoài đời, ông lo chuyện ông vậy đó, rồi ông ăn chay, ông biết giữ giới, ông ăn chay, ông lại Phật, ông tụng kinh, ông có hiếu cha mẹ là quý à. Chứ đừng có nghĩ rằng cạo đầu mặc áo cũng vậy thôi à. Nó cái đầu cái áo cũng không phải làm nên người thầy tu đâu. Tu là cái tâm. Thành ra nó nói để con suy nghĩ lại, tính là hãy suy nghĩ lại đi qua bên đây chạy xe được. Vô chiều ông về ông tụng kinh rồi ông ở đây tôi có gì ăn cái nấy thì được, chứ mà đừng nói tu hành khỉ gì nữa mà đó. Đó, chữ tu hành thôi đó. Đơn giản vậy thôi đó. Làm hoài làm không được á. Anh tu lại về hành. Yeah. Nói chứ nó ghê khó lắm á, khó lắm đi, đi, mà anh không phải anh có dễ được cái cơ hội đâu nghe anh trai. Đúng rồi. Muốn hành nhà phải khó khăn lắm nghe mà chai. Nói ra thì họ nói mình á dịch lá từ sau mà tại tôi đâu có ý vậy, nhưng mà thà nói lên để cho người ta biết hết đi rồi người ta có sự cảm thông, người ta không có bực bội. Còn đằng này cứ úp mở mở giấu giếm giếm á, thấy không, nó nổ tung ra cái tội cho Phật tử lắm. Ví dụ thà mà ông biết trước mà ông không ngỡ ngàng à, thôi kệ với thầy tôi tới đâu với thầy tôi, mình có điều kiện gì mình hỗ trợ không có thì thôi không ngỡ ngàng. Còn nạn mà bên ngoài mà nó tô trét cho nó đẹp, giống như bà Hòa Hảo nói câu hay đó, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Nực cười cho lũ ác tăng, bài điều dối thế làm hư đạo màu. Họ nói nghe thì nó đau, nhưng mà ngồi ngẫm lại có cái khổ chứ. Đúng vậy, thì nó khổ vậy, nó khổ, nó cái sự thật có chứ không phải là không, có nhiều nữa chứ có gì không phải có ít nữa đâu. Anh nói trời xưa có ít, bây giờ nó có thiếu đi sao mà anh nói nặng dữ vậy. Cái sự thật với anh mà nói sự thật nó vậy, cho nên mình phải đi lựa cái người nào mà không có đó để mình tới tại đây có hay chưa có, chạy đi kiếm người khác đi. Rồi á, ông ba cứ ông trăn trở hoài à, thì tôi giờ tôi thì tôi cũng phiên nữa. Không có cái gì nó không có nhân quả hết trơn á. Nhất là cái giới thầy chùa. Bởi vì ở ngoài đời mấy ông nó khác, nó cũng có nhân quả mà nó khác. Tại mấy ông không rành nhân quả, phải không? Ngoài đời mấy ông nói chứ còn phải vì cái cuộc sống cho gia đình, cho vợ, cho con, cho này kia. Nhiều khi vì cái cuộc sống mà có khi mình gọi là bất chấp. Nó cái chuyện gì nó không đáng, trừ ra chuyện cướp của giết người. Còn những có khi cũng phải luồn lách. Thí dụ như cái món này nó đâu phải là quá số 1 đâu, một đầu nó đặc biệt cũng phải luồn lách, phải không ba? Còn thầy chùa là quá rành nhân quả. Mà tại sao thầy chùa mà quá rành nhân quả, mà hãy làm sai thì nó đã trả lẹ lắm, không có lâu. Cho nên trên đời này á, chỉ có những kẻ, hôm qua tôi có viết cái câu á, chỉ có những kẻ hay đi tranh giành cướp đoạt của người khác thì mới sợ người khác tranh giành cướp đoạt của mình. Đúng rồi, như vậy đó, còn gì nữa thầy. Còn mình không tranh giành không cướp đoạt người khác, mình bây giờ mình sợ. Muốn cho đi không, mình đâu có sợ gì nữa. Còn nói thật, mình chỉ muốn cho, không muốn lấy của ai cả, thì mình chỉ muốn cho đi thôi, thì không có sợ gì nữa. Thầy thấy không,
cho đúng nên là như vậy, cái này chân lý cái, không có cái gì mà tự nhiên hết trơn, nó phải có cái mối tương quan tương duyên. Mà khi mà ở chung một ngôi chùa, đừng nghĩ rằng là ơn nghĩa cũng là quán thù mà ra. Trong kinh nói rõ ràng à, bà con sáu dòng bà con á, sáu dòng là mấy ông biết ai không, là cha mẹ là hai nè, là bên cha bên mẹ đó, là bên vợ bên chồng, rồi bên anh chị em, chưa tới con cháu đó, ý là nói là ngang nhau đó, bà con sáu dòng đều do quán thù mà ra. Chồng vợ thì người ta nói hoài chồng vợ là nợ, là quan gia, thầy trò huynh đệ, đừng có tưởng đâu là ân nghĩa mới gặp nhau, có khi nó gặp nhau để nó trả quán thù chứ không phải đâu. Ở chung chùa nếu bởi vì cho nên hồi đó Đức Phật đưa ra là lấy cái tinh thần hòa hợp, cho nên cái chữ hòa hợp, chữ tăng dịch đó là hòa hợp, mà Phật bắt buộc phải hòa hợp như nước với sữa. Ông hiểu cái câu chữ tăng á, chữ tăng là hòa hợp, mà hòa hợp là phải như nước với sữa chứ không phải như nước với dầu nghe. Nhớ cái chữ tăng ông ba, nhớ chữ đó nghe, chữ tăng phải có câu đó rõ ràng. Tăng là gì? Tăng nó đủ là tăng già, dịch đó là hòa hợp chúng, là những vị tu hành hòa hợp như nước với sữa. Nước với sữa đâu có bao giờ nó phân hai đâu. Ông đổ sữa, đổ nước vô rồi nó trộn đều lên nè. Còn mà dầu với nước thì nó đâu có lẫn lộn được. Đó, thành ra đó, mà nếu không hòa hợp thì nó xảy ra bất bình, bất mãn, bất như ý, bất an, bất ổn. Thì nó là cái cảnh, thay vì cái cảnh thiền môn thanh tịnh mà nó là cái cảnh địa ngục vậy thôi. Để chủ nhật này nè, rồi tôi mới giảng tới, để mấy ông cứ thắc mắc trụ trì. Tôi thấy bây giờ đó, có mấy cái ông thầy nào đó không biết, cũng viết cái bài hãy cảm thương những vị trụ trì, đọc rồi nghe trớt quớt, mà mấy có mấy người mà nó bị hoàn cảnh đó nó khoái, nó cái gì mà trúng của mình đó, cái mình khoái mình bót lên mình share mình đăng lại trớt quớt à. Cái chữ trụ trì thật sự ra nó không có thời Đức Phật, nó bài ra từ thời của nó vậy, cái thời thế kỷ thứ nhất mà do ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan qua bên Tàu như tôi đã nói, nhưng mà để tới cái chủ nhật mà học giáo lý tới chỗ đó là nói luôn. Dạ. Đó, thành ra đó, bây giờ tôi nói đó, cái quan gia nghiệp báo mà mình dạy mình nhào vô đó, thì giống như hai con chó nó cắn lộn mà mình thọc cái chân vô mình can vậy đó. Vậy là người khôn hay người ngu? Người hy sinh. Thì xin nó cắn cái giò tao đi, đừng cắn nhau nữa. Đó, thành ra cái quan gia nghiệp báo, mấy ông thầy chùa đó sở dĩ nó cũng tranh giành với nhau là nó cũng quan gia nghiệp báo nhau, mình đừng có chọc vô nó phiền lắm biết không. Mình đứng ngoài mình coi đó, mình trước coi cái người mà thiệt tu á, Đức Phật đã nói rồi, từ lớn nó quá nhỏ, từ nhỏ nó quá không. Còn cái người mà vì danh vì lợi á, từ nhỏ nó thành có lớn, từ không nó thành có, từ nhỏ nó thành lớn, thấy không? Nó rối trong việc trên á. Mà ông nhớ rằng khi mà đụng tới cái bản ngã, cái quyền lợi, cái danh vọng, cái danh dự, cái tự ái của mình rồi đó, thì ông nhớ rằng nó trằn trọc không bao giờ ngủ được. Nó nghĩ đủ điều, cho nên cái một cái đầu, cho nên ông tới điên. Hòa Thượng nói tại sao có cái đầu mà làm cả ngàn việc, có một cái đầu mà làm cả ngàn, suy nghĩ cả ngàn công việc, thấy không? Đó. Dạ. Thôi chỉ là miếng ăn thôi đó, mà còn gọi là miếng tồi tàn, hơn nhau một miếng ăn thôi đó, lộn gan lên đầu rồi, chứ đừng có nói cho nên, thứ gì quyền lợi khác. Cái nói chưa phải là tu, nhưng mà đều có cái á, tôi cũng quan niệm một điều, tôi cũng nói xin lỗi, tôi nói chưa phải là tôi tu, nhưng mà bây giờ tôi ráng sao mà gọi là làm cửa ra nè. Cái gì vậy? Gắn cửa, gắn cửa trước. À, bây giờ mình quan trọng trước mắt á, thôi mình cũng nói thiệt vậy đi, mình nói cho trúng trước đi cái đã, mình nói đúng chánh pháp đi cái đã. Đúng rồi. Còn cái điều cái gì á, mình đừng có lấy cái tôi của mình quá. Đúng rồi. Mình nói đúng chánh pháp, mình nói đúng cái chân lý nhà Phật. Còn diễn viên tu tới đâu thì tu, nhưng mà khẳng định là nói chưa phải là tu, nhưng mà hãy nói đúng cái đã. Thôi vậy đi, thì bây giờ cái tiền này là gửi cái địa chỉ này. Dạ. Rồi đây tôi ký đây có cái tiền cước rồi luôn hết trơn hết trội đó. Rồi xong đó rồi đó tôi không rồi, nhiều quá thầy.
không thì cái tôi nhận vậy thì tôi đưa ông vậy cái tiền ông làm sao ông làm chứ sẽ tiền 1.000 có 100 có 1 đồng 10 đồng 1.000 có 10 đồng 3.000 là 30 thì nếu vậy thì tốt sau này còn bây giờ tôi nhận vậy tôi đưa vậy ông với ông dư ông uống nước vậy thôi thì bây giờ ông cứ ông làm sao có chuyện dư thì ông đi mua bánh da lợn đem lại đây nữa anh nhanh được không đây nè ngon chứ cái này ngon chứ cái này dẻo bên ngon kia à con chó sáng đi mua cho nó cho mừng nó kệ cho nó ăn ôi mệt lắm ơi sống càng thấy rồi không biết mấy ông sao chứ tôi thấy thiệt cái trò trẻ đáng tuổi con cháu ông mà trò thấy rồi mệt quá không gì mấy ông trời lạnh rồi nó nhức trời trời ơi khá lắm á thầy ham lắm á ghê ham gì à. Ăn á ăn mà ăn nó không ăn mà không đúng cái bao tử thì nó không tiêu nó cũng khó chịu rồi nó lạnh á bắt cái máy hết tinh nó khô người nó nhức cái xương anh trẻ hơn tôi đó nghe anh trai tình đó nghe ông răng cỏ còn đầy đủ ông liệu mà tính chứ còn tôi nhưng mà tôi không có ham nữa dù còn nhưng mà tôi không ham nữa đủ rồi tôi chỉ có thấy đủ rồi còn anh thì không bớt được tôi chỉ có móc ổng là ông đang người Bắc mà ông cứ ông thấy đủ rồi thấy đủ ra ngoài ông coi đó ông hiểu tôi tâm đủ nguy câu là biết đủ ít muốn ông cứ ông chơi ông cứ ông hai ông trai chữ ông cứ ông nói cái chỉ gió hỏi nó thành vừa thấy vừa đủ rồi ba anh có lên nữa không thì đâu đi đánh đi lên chứ anh có lên gì? Không làm gì anh cần gì không có lên thì anh cho tôi nửa tiếng nữa được không anh cần thì anh nói thì tôi thì mai đi. Mai lên anh lên đây với thầy đi rồi tôi ghé đây tại vì tôi muốn bỏ vô nó đổ cái thùng rác rồi được. Hôm nay ngày mai nó lấy cái thùng rác này của thằng cái này bà lấy ra cái gỗ này của thầy dạ nó nói rồi hả nó nói rồi mai mình... lấy còn anh tại vì nó đổ xuống rác rồi tôi muốn bỏ ba cái nệm ba cái đồ trong đó đổ vô đó hết á mà mình tôi làm không nổi mai đi mai nó anh bỏ thùng vô chưa à, đổ luôn rồi nó đổ hết cái hôm qua anh làm đó hôm qua anh làm bây giờ ông điện vụ điện cho tôi đi vậy đó thì con về con đưa lên đây có điện là dạ. Chết nha điện nên mà anh lên thì ok anh giúp tôi cho tôi nổi rồi bây giờ quyết định cái rờ xiếc này thôi bỏ rồi hả hy sinh rồi hả rồi 5-6 bạc đó ui giời con cả mấy chục nữa chứ anh thua gì đâu mà thôi chuyện cái nào lỗi lại thầy nữa thầy đi thầy quên chứ không phải không phải thay gì mình nó bỏ vô túi mình để mình xách đi không nó hốt nó hốt nó hốt nó liền lên thì mình tưởng nó hết rồi nó còn nói là thanh kiều cái gì bye bye nó còn chào mình lắm lúc nghe người không phải lúc nào cũng đều hết có lúc này lúc nọ thì con bình thường rồi. Thì cái kể chứ mình cũng có lỗi ở bên Hà Tiện mà thấy nó xeo nó xeo mình mới mua chứ hỏi đậu phộng tôi mua đậu phộng thì tôi rang nó ngon hơn không nhưng mà thấy nó để nó xeo mình mua thấy nó để 1 đồng à ngày mai có gì lên phụ tôi nửa tiếng sao ơi phải đợi tới ngày mai anh muốn làm bây giờ không bây tôi giờ... sợ anh đi nè không thì tôi, nếu mà anh nói chỉ có 15 phút nửa tiếng thì không để làm đi lên anh cũng tạm đi một không vậy thôi mấy ông làm với tôi đi hâm đồ ăn này hồi lại ăn cái nữa rồi đi về rồi đi làm